Thưa quý vị, trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022, sáng ngày 21 tháng 1 năm 2022, ngày 19 tháng Chạp năm Tân Sửu vừa qua, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh do Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết các cơ quan ban ngành tỉnh Kiên Giang và thành phố Rạch Giá. Cùng đi trong đoàn còn có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban dân vận tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Ban tôn giáo tỉnh, Thành ủy Rạch Giá, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và Công an thành phố Rạch Giá. Thân mật đón tiếp đoàn có ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại tá Lê Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ông Nguyễn Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Nhỏ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Rạch Giá, bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, Thượng tá Danh Ngọc Thu, Trưởng Công an thành phố Rạch Giá. Trong chuyến thăm, Hòa thượng Danh Đổng thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền mặt trận và các ban ngành, chào đón một mùa xuân Nhâm Dần với nhiều thành tựu mới, gia đình an lạc và hạnh phúc. Hòa thượng chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo của tỉnh và thành phố trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo Kiên Giang trong nhiều công tác Phật sự. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng đã thông tin sơ nét về những Phật sự của Phật giáo Kiên Giang trong năm 2021, nhất là công tác tuyên truyền đồng bào Phật tử chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kết hợp cùng mặt trận đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, cứu trợ bà con gặp khó khăn trong mùa dịch vừa qua, công tác hỗ trợ người nghèo vui xuân đón Tết Nhâm Dần năm 2022. Thượng tọa cũng cho biết công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 10/2022-2027 sẽ là Phật sự trọng tâm trong năm tới. Thượng tọa gửi lời cảm ơn và chúc năm mới nhiều an lành, thành công tốt đẹp đến các ban ngành. Đáp lại, các vị lãnh đạo chân thành ghi nhận những lời chúc tốt đẹp của Hòa thượng Danh Đổng cũng như những thông tin kết quả mà Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã chia sẻ. Qua đó, ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh như là công tác giáo dục, hoằng pháp, an sinh xã hội. Trong năm 2021, cả nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng, chịu ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư gây hậu quả không nhỏ về kinh tế và tính mạng con người. Tuy nhiên, với sự đoàn kết toàn đảng toàn dân và sự đồng hành của Phật giáo tỉnh nhà, trong đợt dịch vừa qua, tăng ni Phật tử trong tỉnh đã phát huy tối đa tinh thần đồng hành cùng dân tộc, tổ chức các bếp ăn từ thiện, cứu trợ lương thực thực phẩm, vật tư y tế, giải cứu nông sản cho bà con nông dân, tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch, qua đó góp phần cùng với chính quyền để chăm lo đời sống nhân dân trong thời điểm khó khăn nhất. Nhân dịp Tết đến, các vị lãnh đạo cũng đã gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể tăng ni sư sãi đồng bào Phật tử trong tỉnh, đón một năm mới nhiều an lạc kiết tường, hạnh phúc, đón một mùa xuân ấm áp với tinh thần phòng chống dịch COVID-19.